Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin tổng hợp. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron, yến các loại. Công ty Meta đang tìm cách cắt giảm nhân sự. Trích dẫn các nguồn thạo tin, Wall Street Journal cho biết Meta, công ty mẹ của mạng xã hội Facebook, đang tái tổ chức các đơn vị trực thuộc. Đồng thời, họ tìm cách đuổi khéo một số lượng nhân sự đáng kể, trong khi các nhân viên bị ảnh hưởng chỉ có cơ hội ứng tuyển hạn chế vào các vị trí khác trong công ty. Theo đó, những người này chỉ có 30 ngày để tìm công việc mới trong tổ chức. Chính sách này đã được Meta áp dụng từ trước nhưng thường chỉ đối với các nhân viên không phù hợp. Giờ đây, thậm chí những nhân viên giỏi cũng bị đẩy đi. Với chiến lược này, Meta hy vọng có thể cắt giảm được số lượng nhân viên, trong khi không phải chính thức đuổi việc quá nhiều người. Đến cuối quý 2 năm nay, số nhân viên của Meta là 83.553 người, tăng 32% so với một năm trước đó. Hành động trên diễn ra chỉ vài tuần sau khi các viên chức Meta công khai thảo luận về khả năng ngừng tuyển nhân viên mới, dù chưa đề cập đến việc sa thải nhân viên. Trả lời câu hỏi của Wall Street Journal về thông tin trên, phát ngôn viên của Meta Tracy Clayton nhắc lại tuyên bố của giám đốc điều hành Mark Zuckerberg vào tháng 7, trong đó ông Zuckerberg nói rằng công ty Meta sẽ cần phân bổ lại nguồn lực vào các ưu tiên của công ty này. Bên cạnh Meta, công ty Google cũng yêu cầu một số nhân viên ứng tuyển vị trí mới nếu muốn ở lại tổ chức. Vào tuần trước, Google yêu cầu phân nửa trong số hơn 100 nhân viên của vườn ươm khởi nghiệp Area 120, một bộ phận của công ty, tìm công việc mới trong vòng 90 ngày. Kể từ đầu năm 2022, Mark Zuckerberg mất hơn phân nửa tổng giá trị tài sản. Kể từ đầu năm nay, Mark Zuckerberg, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Meta, công ty mẹ của mạng xã hội Facebook, đã mất hơn phân nửa tổng giá trị tài sản, tương đương là 71 tỷ Mỹ Kim. Đây là mức giảm mạnh nhất trong bảng theo dõi chỉ số tỷ phú của Bloomberg. Giám đốc điều hành Zuckerberg kiếm được số tiền khổng lồ 142 tỷ Mỹ Kim chỉ một năm trước đó. So với đầu năm nay, thì khối tài sản của tỷ phú Zuckerberg tuột 14 bậc trong danh sách các tỷ phú mà Bloomberg thống kê. Hiện tại, vị giám đốc điều hành của Meta sở hữu 55.9 tỷ Mỹ Kim, xếp thứ 20 thế giới. Đây là thứ hai thấp nhất của ông kể từ năm 2014, đứng sau 3 tỷ phú nhà Wharton, gia đình thừa kế Walmart, và 2 tỷ phú nhà Koch. Sự tụt dốc này chủ yếu được cho là bởi Zuckerberg tái cấu trúc Facebook thành Meta, với tham vọng đưa vũ trụ kỹ thuật số Metaverse trở thành cỗ máy kiếm tiền mới thay cho mạng xã hội Facebook. Kể từ sau khi đổi tên công ty thành Meta vào tháng 10 năm 2021, báo cáo tài chính gần đây cho thấy tình hình kinh doanh của công ty công nghệ này khá ảm đạm. Tháng 2 năm 2022, Meta cho biết số người dùng Facebook hàng tháng không tăng, châm ngòi cho phiên giảm kỷ lục về giá cổ phiếu, khiến tài sản của Zuckerberg bốc hơi 31 tỷ Mỹ Kim chỉ trong một ngày. Đây là mức giảm tài sản lớn nhất thế giới. Công ty này còn gặp nhiều vấn đề khác như việc đặt cược vào Reel, nền tảng video ngắn để cạnh tranh với TikTok. Ngành công nghệ nói chung cũng đang bị sụt giảm doanh thu quảng cáo do kinh tế toàn cầu đi xuống. Cổ phiếu của Facebook giảm gần 57% trong năm nay. Mức giảm này cao hơn nhiều so với các đại gia công nghệ khác như Apple 14%, Amazon 26% và Alphabet 29%. Bà Jill Biden bị chê trang phục không phù hợp khi dự tang lễ nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin cho biết, bà Jill Biden bị nhiều người chê rằng trang phục của bà không phù hợp khi đeo băng đô thay vì đội mũ ở tang lễ nữ hoàng Anh, tới dự tang lễ nữ hoàng Elizabeth tại tu viện Westminster hôm 19 tháng 9 ở London. Bà Jill Biden đeo băng đô có thắt nơ trên đỉnh đầu cùng màu với chiếc đầm đen của nhà Schiaparelli. Theo SCMP, 3 ngày sau tang lễ, các cuộc tranh luận trên mạng xã hội vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Nhiều người không đồng tình với sự lựa chọn của bà Jill Biden. Trên Twitter, tài khoản Word98765 viết, một chiếc nơ đen lớn trên tóc của bà không thích hợp cho một đám tang. Người dùng Jeopardy viết, mảnh băng đô trên tóc khiến những người bạn thiết kế của tôi phải sửng sốt. Mọi thứ đều không đúng. Một chiếc nơ phù phiếm cho một đám tang u buồn. Tài khoản Airstrip One đặt câu hỏi tại sao bà Jill Biden lại đeo một chiếc nơ dự tiệc ở trên đầu. Trong lịch sử thời trang Anh, mũ và khăn trùm đầu là một phần không thể thiếu của giới quý tộc.
Theo tạp chí Vụ, việc đội mũ tới nhà thờ nhằm thể hiện sự tôn kính được quy định từ năm 1952. Hoàng gia Anh nổi tiếng với nhiều quy tắc thời trang khắt khe, thể hiện sự chuẩn mực và tôn nghiêm, trong đó coi trọng việc đội mũ. Bốn loại mũ được các thành viên hoàng gia yêu thích gồm mũ rộng vành, mũ đĩa bay, mũ cài tóc, mũ kẹp mạng. Trong đó, mũ rộng vành và mũ đĩa bay có kích cỡ lớn, thường gắn lông vũ hoặc hoa vải giúp họ nổi bật trong đám đông. Mũ cài tóc tạo hình điệu đàn, trong khi mũ kèm mạng che mặt giúp các quý cô thêm bí ẩn và kiêu kỳ. Diễn viên đóng James Bond tiếp theo sẽ phải ký hợp đồng từ 10 đến 12 năm. Tuy chưa biết ai sẽ là người đóng vai điệp viên James Bond cho phần 007 tiếp theo, nhưng nhà sản xuất lâu năm của dòng phim này nói diễn viên mới phải ký hợp đồng từ 10 đến 12 năm. Theo Yahoo Entertainment, ai là người đóng James Bond tiếp theo là một vấn đề sôi nổi trong giới điện ảnh vì tài tử Daniel Craig đã rút lui khỏi vai diễn đó sau 15 năm. Nhà sản xuất Barbara Broccoli, người gắn liền nhiều năm với dòng phim 007, cho biết diễn viên tiếp theo phải sẵn sàng bỏ ít nhất một thập niên cho vai James Bond. Và Broccoli nói dòng phim này sẽ vắng bóng trong vài năm và sẽ ký hợp đồng từ 10 đến 12 năm khi chúng tôi chọn diễn viên mới. Vấn đề ở đây là không phải ai cũng muốn ký hợp đồng đó. Chúng tôi phải qua nhiều khó khăn mới mời được Daniel Craig. Sau phần No Time to Die rất thành công của năm 2021, với doanh thu 774 triệu trong đại dịch COVID-19, tài tử Daniel Craig giải nghệ sau 15 năm thủ vai James Bond. Bà Broccoli cho rằng nhiều diễn viên nghĩ đóng một lần là xong, chỉ cần đến quay phim vài tháng là đủ, nhưng James Bond đòi hỏi diễn viên và đánh đổi nhiều năm trong sự nghiệp. Bà còn nói nhân vật James Bond sẽ có nhiều thay đổi trong tương lai, không chỉ là một điệp viên điển trai hoặc lăng nhăng với phụ nữ. Bà từng nói bà không muốn James Bond tiếp theo là phụ nữ, nhưng sẵn sàng đón nhận một nam diễn viên người da màu. Theo bà Broccoli, tôi không nghĩ phụ nữ đóng James Bond là đúng và cũng không nên bắt họ phải đóng vai của đàn ông. James Bond tiếp theo vẫn phải là người Anh và điệp viên đó có thể thuộc bất cứ sắc dân nào. Đại bàng vàng quăng sơn dương xuống từ vách núi. Nhóm sản xuất loạt phim tài liệu thiên nhiên Frozen Planet 2 ghi hình ảnh tượng đại bàng vàng sang một con sơn dương Samoyed trẻ trên dãy núi Alpine, công viên quốc gia Grand Paradiso của Italy Express hôm 21 tháng 9 đưa tin. Theo David Attenborough, nhà tự nhiên học kiêm phát thanh viên người Anh, hạ gục những con mồi như vậy là một việc khó đối với đại bàng vàng vì chúng đủ to lớn để chống trả và đủ nặng để gây khó khăn khi mang đi xa. Trong video nhân lúc sơn dương sa mồi đứng sát vách đá, đại bàng vàng lao xuống bóp lấy con mồi. Bạn đời của đại bàng cũng bay gần đó để hỗ trợ. Chúng đứng trước rủi ro lớn khi săn sơn dương vì nếu gãy cánh, chúng có thể sẽ chết. Đại bàng vàng kéo lê sơn dương một đoạn, sau đó bay lên khỏi vách đá. Tiếp theo kẻ đi săn thả con mồi xuống từ trên cao, khiến cho nó lập tức bỏ mạng. Sơn dương với kích thước này đủ cho cặp đại bàng sống sót nhiều ngày. Attenborough giải thích rằng chúng cần kiếm nhiều thức ăn để chuẩn bị cho những tháng tới khi con mồi trở nên khan hiếm. Nhà sản xuất Alice and Chester cho biết cảnh tượng này chưa từng được ghi hình trước đây. Chúng tôi biết đại bàng vàng săn sơn dương non vào mùa xuân, nhưng không phải còn trưởng thành. Đó là một hành vi thật khác thường. Những con sơn dương này nặng gấp 10 lần đại bàng. Chúng rất lớn và cách săn của đại bàng là mang chúng lên cao rồi thả xuống vách đá. Đại bàng vàng đi săn theo đôi. Đại bàng vàng Aquila chrysatops là loại chim săn mồi lớn nhất Bắc Mỹ và là quốc điểu của Mexico. Chúng có bộ lông nâu sẫm, phần lông ở cổ và đầu màu vàng nâu nhạt. Đại bàng vàng trưởng thành nặng 3.7 kg. Chúng rất nhanh nhẹn, có thể lao xuống vào mồi với tốc độ hơn 240 km/h. Con mồi của chúng gồm thỏ, sóc, chim cá, một số động vật khác và xác thối. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Thúy Hằng cảm ơn cho sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Xin kính chúc cho quý vị một ngày mới bình an và một cuối tuần thật nhiều vui vẻ. Xin trân trọng, kính chào.